Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành tham dự họp báo, kính thưa các nhà báo, đại diện các cơ quan báo chí tham dự họp báo chính phủ thường kỳ. Hôm nay chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Như thông lệ, sau phiên họp thì Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp báo thường kỳ do đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ chủ trì. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ chủ trì cuộc họp báo. Tham dự cuộc họp báo, lãnh đạo các bộ ngành, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, đồng chí Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Xỉu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ chủ trì cuộc họp báo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí, đồng chí phóng viên các cơ quan báo chí và thưa các đồng chí, hôm nay thì Chính phủ tổ chức họp báo phiên họp thường kỳ. Sau khi kết thúc họp Chính phủ thì theo thông lệ thì chúng ta đều có họp báo. Thì trước hết thì thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan họp báo, lãnh đạo Hà Nội, xin được kính chúc sức khỏe các đồng chí, các cơ quan báo chí. Thưa các đồng chí, có thể nói là chúng ta đã đi được 3/4 ở chặng đường của 2018. Như vậy có thể nói là một cái tình hình kinh tế xã hội 9 tháng và tháng 9 thì cũng có thể nói là rất tốt, được toàn diện trên tất cả các mặt. Thì phiên họp Chính phủ hôm nay thì trong một bối cảnh là trước thềm hội nghị trung ương thế và trước thềm của kỳ họp Quốc hội, do vậy thì Chính phủ cũng bàn nhiều cái việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9, ở 9 tháng thế và cả năm, đồng thời cũng có tính toán so sánh những cái chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ, thì cũng là một cái điều có thể nói là để nhìn nhận những cái được, những cái chưa được, thì đồng thời trên cơ sở đó thì Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tập trung các mục tiêu chỉ tiêu để hoàn thành toàn diện về các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Có thể nói là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng diễn ra rất nhiều các sự kiện như diễn đàn kinh tế thế giới Web ASEAN, thế rồi hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì có thể nói báo cáo ông chị thì ngay cái hội nghị Web ASEAN ấy, thì sau khi chúng ta kết thúc thì lãnh đạo của Web đánh giá là trong 27 cái kỳ họp của hội đồng thì có lẽ đây là một cái kỳ họp có thể đánh giá được diễn đàn một cái chất lượng cao nhất cả về quy mô, về chất lượng và nội dung. Cái số người truy cập và cái số bài báo chính thức của các báo chính thức ấy, thì đăng tải rất nhiều và được rất nhiều các độc giả của thế giới quan tâm. Và thứ hai nữa là cái hội nghị mà liên quan đến cấp cao Đại hội đồng Liên Quốc thì Thủ tướng chủ trì dự hội đồng thì có thể nói là rất nhiều những cái sự kiện ấn tượng do cái thay đổi cái thành phần chuyến đi cho nên là cái công tác chuẩn bị nó cũng rất là gấp, rất là nhanh. Bộ Ngoại giao chủ trì cùng các bộ sẽ chuẩn bị rất nhanh về đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của đoàn. Thế rồi ngay cái bài phát biểu của Thủ tướng tại Liên Quốc thì có thể nói là được các nước đánh giá cao. Ở chúng ta có một cái phát biểu mang tính rất xây dựng chung cho cái trách nhiệm, và đặc biệt là Liên Hợp Quốc cũng đánh giá là Việt Nam là một nước rất nghiêm túc trong cái thực hiện các chỉ tiêu của Liên Hợp Quốc, ngay cả vấn đề giảm nghèo, rồi ngay cả vấn đề môi trường bền vững thì được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Kính thưa các đồng chí, thì có thể nói là
kinh tế tháng 9 và 9 tháng thì chúng ta có thể nói là đạt được những cái điểm rất là rất khích lệ. Có thể nói là trong cái quý 3 thì chúng ta tăng trưởng được 6,88% GDP. Trong đó quý 1 chúng ta tăng trưởng được 6,3%, đúng không? Thế và 9 tháng thì tăng 6,98%. Như vậy thì so với 2017 là 6,41% thì cái 9 tháng của 2018 là những cái có thể nói là rất là cao. Ở trong khi đó 2016 là 5,99, rồi 2015 là 6,53, đấy đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nói là 6,98 GDP tăng trưởng như vậy thì có thể nói là rất là mừng. Có thể nói là một cái tăng trưởng cao nhất so với từ năm 2011 trở lại đây. Như vậy thì tăng trưởng đều cả 3 khu vực, đó là nông nghiệp thì tăng được 3,65% và công nghiệp thì tăng 8,89% và dịch vụ là tăng được 6,89%. Như vậy cả 3 khu vực đều có tăng trưởng cao hơn của những cái năm trước đây, những cái điều rất mừng. Và đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo thì tăng rất tốt. Họ tăng 12,65%, cái điều rất tốt. Thì nhất là vấn đề kinh tế vĩ mô, lạm soát được kiểm soát, thì cái chỉ số tiêu dùng của tháng 9 thì tăng nhẹ thôi, tăng 0,59% so với tháng trước. Thế và bình quân CPI 9 tháng thì tăng 3,57%, như vậy so với chỉ tiêu Quốc hội giao là vẫn dưới 4%, thì chúng ta vẫn chủ động kiểm soát vấn đề này. Ở dự kiến chung ấy, thì ở trong cái dự kiến chung báo cáo Trung ương báo Quốc hội thì tới thì vẫn đảm bảo được cái mục tiêu là kiểm soát lạm phát dưới 4% theo chỉ tiêu Quốc hội. Đấy là cái mục tiêu của 2018, chúng ta vẫn phải giữ lại như vậy về tinh thần chỉ đạo Thủ tướng, mà chúng ta quyết tâm phải kiểm soát toàn bộ tất cả những cái gì liên quan đến cái ngay cả vấn đề dịch vụ y tế, giáo dục, vật liệu xây dựng, tất cả cái dự kiến được thì Thủ tướng đã chỉ đạo rất sát, giao các bộ ngành kiểm soát toàn chặt chẽ cái này. Rất mừng là cái kim ngạch xuất khẩu thì chúng ta đạt được con số rất là tốt, ấn tượng. Lần đầu tiên có thể nói là lâu lắm rồi chúng ta có một cái chỉ số xuất siêu rất là cao, đúng không ạ? Rất là cao, mà chúng ta xuất siêu được 5,39 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu chúng ta đạt 179 tỷ, thế và nhập khẩu là chúng ta xuất khẩu được, đúng không ạ, xuất khẩu được 179 tỷ. Thì báo cáo ông chí thì điều đó có thể nói là rất là tốt. Nhập khẩu thì như vậy chúng ta xuất siêu được 5,39 tỷ đô. Đặc biệt thì có thể nói là khu vực trong nước thì xuất khẩu tăng 17,5%, trong khi khu vực FDI kể cả đầu tư thô ấy, là tăng 14,6%. Như vậy có thể nói là xuất khẩu khu vực trong nước là tăng trưởng tốt hơn khu vực ngoài nước. Thì đây là cái điều có thể nói là một cái rất là đánh giá rất là tốt cho cái sản xuất trong nước. Vốn đầu tư toàn xã hội thì thực hiện tăng được 10,9% so với cùng kỳ năm trước và tương đương với 34% của GDP. FDI thực hiện giải ngân được 13,25 tỷ đô, tổng tăng cầu mạnh và tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ cũng rất đạt, tăng rất là tốt. Như vậy thì tổng hàng hóa doanh thu dịch vụ là tăng 11,3%, nếu loại trừ yếu tố giá thì có thể nói là chúng ta vẫn tăng được 8,8%. Thế và khách quốc tế thì chúng ta đạt được một con số rất là cao, có thể 11,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Thế và năm nay thì quyết tâm của Bộ Văn hóa Thể thao Lịch, hôm nay của anh Hải Thứ trưởng đấy, thì chúng ta quyết tâm là đạt con số là 15 triệu khách quốc tế Việt Nam. Thì năm ngoái là 13 triệu, năm nay quyết tâm đạt con số 15 triệu. Ở 9 tháng thì cả nước có 96.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Như vậy thì có thể nói là cái vốn tổng đăng ký là 963,4 nghìn tỷ, tăng 20,8% so với số doanh nghiệp và tăng 6,7% so với vốn đăng ký. Như vậy thì có gần 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nói là cái con số mà doanh nghiệp tạm dừng đóng cửa thì cũng tăng cũng hơi cao, đúng không ạ? Hơi cao, tăng 1,5 lần.
Việt Nam tiếp tục diễn đàn thế giới chỉ số về tinh thần khởi nghiệp, với 92% người được hỏi cân nhắc khởi nghiệp và 88% sẵn sàng chấp nhận rủi ro thất bại khởi nghiệp. Như vậy so với trung bình thế giới là mức 47%, thì đây là cái việc mà có thể nói là vấn đề khởi nghiệp, vấn đề đổi mới sáng tạo là những việc có thể nói trong thời điểm này là rất là được các cơ quan và thủ tướng chỉ đạo rất là tích cực, đặc biệt là hưởng ứng cho cái cách mạng công nghiệp 4.0, thì đây là một thời điểm cũng là nó rất là tham gia của các bộ ngành địa phương. Như vậy đến thời điểm này thì chúng ta có thể nói là 12 ở trên 12 chỉ tiêu cũng rất đều hoàn thành và thành vượt mức. Thì trong đó có 8 chỉ tiêu là hoàn thành vượt mức và 4 chỉ tiêu là hoàn thành. Đấy thì cũng báo cáo với các ông chí như vậy. Ở trong cái dự kiến của báo cáo trung ương ý, thì chúng ta rất mừng là các chỉ số chúng ta cũng đạt được những cái có thể nói là so sánh với nhiệm kỳ, giữa nhiệm kỳ và nhiệm kỳ của Trung ương và Quốc hội thì chính phủ thực hiện rất nghiêm những cái mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết của Trung ương đã đề ra, và đặc biệt cái nghị quyết Quốc hội và Chính phủ đã cụ thể hóa rất tốt. Như vậy có thể nói là trong cái 12 chỉ tiêu ấy, thì dự báo của Bộ Dư báo cáo là sẽ có 9 chỉ tiêu là sẽ đạt và vượt cái kế hoạch của 5 năm. Như vậy báo cáo chính là điều rất là mừng. Như vậy những cái nội dung mà liên quan đến chỉ tiêu của 2018 ấy, thì thu ngân sách là dự kiến tăng khoảng 3% so với dự toán. Thế và tăng 5,5% so với năm 2017. Đặc biệt là những cái chỉ số mà có thể nói là rất ấn tượng trong vấn chỉ số vĩ mô, đó là bộ chi thì dự kiến là 2018 là sẽ đạt con số là 3,67%, như vậy là thấp hơn cái chỉ tiêu Quốc hội là 3,7%. Tổng vốn đầu tư xã hội ấy, thì trong cái chỉ tiêu của Quốc hội là từ 33 đến 34% GDP. Thì như vậy công chí nói là công chí biết ấy, là 9 tháng thì chúng ta cũng được tổng huy động vốn xã hội là 34% GDP, và dự kiến cả năm 2018 là chúng ta vẫn giữ được cái chân ở mức cao là 34% GDP. Dự kiến năm 2018 là chúng ta sẽ đạt được con số 475 tỷ đô. Như vậy trong đó xuất khẩu là sẽ dự kiến là 238 tỷ. Đúng không? Như vậy là chúng ta cũng cố gắng làm sao xuất siêu ít nhất là 1 tỷ đô. Đúng không? Tỷ đô. Như vậy là xuất khẩu 238 tỷ, nhập khẩu 237 tỷ. Thế và GDP nếu như mức độ này thì báo cáo chính là nếu như mức độ này của quý 4 mà vẫn đạt mức độ này thì chúng ta sẽ vượt được cái mức độ tăng trưởng GDP 6,7% dự kiến. Đúng không ạ? Vậy thì cái 9 tháng là chúng ta đã 6,98% rồi, mà nếu như mà dự kiến quý 4 của chúng ta đạt được con số 6,8, 6,9 thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ vượt con số 6,7% GDP của cả năm 2018. Như vậy thì có thể nói là điều đó rất mừng. Đặc biệt là cái nhân tố mà tép ấy, thì cái năng suất tổng hợp ấy, thì báo cáo Bộ Công Thương thì báo cáo chỉ là chúng ta cũng đạt được con số 40,23%. Như vậy có thể nói là năng suất lao động duy trì nhịp độ, thế và ước đạt 55,55%. Như vậy có thể nói là bình quân đạt trên năm, vượt cao hơn cái bình quân 5 năm của Quốc hội đã giao. Như vậy có thể nói là cái chỉ số vĩ mô rất là tốt. Như vậy có thể nói là năm 2018 ấy, thì dự kiến của các cơ quan tổng hợp báo cáo là nông nghiệp chúng ta sẽ tăng trưởng được 3,3%. Như vậy 9 tháng là chúng ta đã có tăng trưởng 3,65%, và cả năm 2018 thì chúng ta sẽ cố gắng giữ được cái mức độ tăng trưởng được 3,3%. Thì riêng xuất khẩu lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp ý, thì Bộ Nông nghiệp quyết tâm thực hiện cái chỉ tiêu đầu tiên ý, là 40,5 tỷ đô la. Thì báo cáo chỉ thì điều con số là rất là ấn tượng. Như vậy có thể nói là trong cái 9 tháng ấy thì cũng như là những cái xây dựng cái chỉ tiêu báo cáo của 2019 và 2020 còn lại của cái nhiệm kỳ thì cũng báo cáo chỉ là quyết tâm bằng được là đó là thực hiện toàn diện các chỉ tiêu mà liên quan đến kinh tế xã hội của nhiệm kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được thì Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu cần nhìn nhận rõ những bất cập, khó khăn, thách thức, những yếu kém và đặc biệt là diễn biến phức tạp từ cuộc chiến tranh thương mại
Trung Mỹ. Như vậy chúng ta không hài lòng, đúng không? Không chủ quan, và không thể nào mà chúng ta chủ quan mà đã thỏa mãn những cái thành tích chúng ta được. Chúng ta hài lòng, chúng ta đã đạt được những cái này là có sự cố gắng toàn diện của cả hệ thống chính trị chúng ta vào cuộc, các bộ ngành địa phương và các cơ quan, các cấp chính quyền, các hội đoàn thể, người dân và doanh nghiệp đều vào cuộc một cách rất là chủ động. Và đặc biệt các ông chỉ biết ý, là tinh thần chỉ đạo thủ tướng là vấn đề cải cách về thể chế, cải cách về hành chính, về thủ tục hành chính, rồi vẫn đang sắp xếp thực hiện theo nghị quyết 18 của Trung ương, vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả. Đây là có thể nói là một cái xử lý rất là đồng bộ tất cả của hệ thống chính trị. Như vậy vấn đề về điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành thì cũng đã thực hiện quá tốt, được rồi tốt. Tuy nhiên là hôm nay Thủ tướng cũng nói là vấn đề cần phải đẩy mạnh hơn. Chúng tôi muốn nói một điều là có 9.926 cái thủ tục về dòng hàng và kiểm tra chuyên ngành ý, thì hiện nay chúng ta mới cắt được 1.700. Như vậy chúng ta còn rất nhiều so với cái chỉ tiêu yêu cầu phải 50% của cái số 9.926. Và 6.191 cái điều kiện kinh doanh ý, thì hiện nay chúng ta mới cắt được 1.133 cái điều kiện kinh doanh. Như vậy chúng ta còn mới đạt được con số là trên 30% thôi. Như vậy chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều. Thì báo cáo ông chí là toàn bộ tất cả những cái văn bản liên quan đến nghị định của các bộ mà trình chính phủ ban hành để cắt giảm các điều kiện kinh doanh thì hầu như hiện nay đang được các cơ quan chủ trì đã xin ý kiến thành viên chính phủ hoàn thiện, sau đó thì trình chính phủ để ban hành, làm sao trong tháng 10 này là hạn cuối cùng, Thủ tướng chỉ đạo làm sao sẽ thực hiện được cái 50%. Thế và các về thủ tục, về dòng hàng và thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu thì các bộ sẽ ban hành các thông tư để thủ tục theo quy định của thẩm quyền các bộ, thì cũng báo cáo ông chí thì như vậy. Những cái nội dung mà Thủ tướng tiếp tục đặt vấn đề là vấn đề tiến độ giải ngân các dự án quan trọng, ngay cả vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, rồi đường bộ Bắc Nam, rồi sân bay Long Thành, rồi mở rộng các quy hoạch của sân bay Tân Sơn Nhất, thế rồi những cái biến động mà liên quan đến các hoạt động khác, rồi khiếu kiện, khiếu nại, rồi ngay cả vấn đề liên quan đến các hoạt động của một số băng nhóm tội phạm lừa đảo, thuê chém, mướn, rồi cướp ngân hàng, rồi ngay cả một số các dịch bệnh diễn biến như dịch bệnh lợn châu Phi, là những nội dung toàn diện về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh là được Thủ tướng đều nhắc nhở toàn diện. Như vậy thì cũng báo cáo ông chí, thì do thời gian chúng ta muốn dành để các ông chí phát biểu cho nên chúng tôi không muốn nêu cụ thể. Thời gian tới thì có thể nói là chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thì khẳng định lại là không được lơ là chủ quan với kết quả được. Đặc biệt là Thủ tướng nhấn mạnh cho vấn đề liên quan đến vấn đề kiểm soát vĩ mô, yêu cầu là các bộ, các cơ quan chủ trì là phải báo cáo tham mưu và cảnh báo và giới cảnh giới và tất cả những cái gì dự báo liên quan đến vấn đề này là kiểm soát chặt chẽ. Vấn đề về biến động tiền tệ, vấn đề chiến tranh thương mại Việt Trung Mỹ, rồi vấn đề liên quan đến tất cả những biến động thì đều phải kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt các chỉ số vĩ mô liên quan đến kiểm soát lạm phát. Trong điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng tốt thì cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế thị trường định hướng chủ nghĩa, cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu nợ công, cải cách thể chế thúc đẩy tăng trưởng năng suất lao động, rồi ngay cả vấn đề nâng cao đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, sản phẩm, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước. Công chí biết ý, ngày hôm qua thì cũng đã ra mắt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thế và chính thức đưa vào hoạt động và bàn giao các doanh nghiệp chủ sở hữu từ các bộ thay vì đó là về Ủy ban của Quản lý. Việc chuẩn bị cho hội nghị trung ương và kỳ họp thì cũng được Thủ tướng đặt vấn đề là yêu cầu các bộ ngành hoàn thiện sớm những cái văn bản liên quan đến phải báo cáo trình trung ương, báo cáo trình quốc hội đúng thời gian quy định. Thì đây là những cái việc mà có thể nói là được các bộ thực hiện, thì cũng báo cáo chi thì văn phòng chính phủ hôm nay cũng báo cáo toàn bộ tất cả nội dung liên quan đến cái chuẩn bị cái này. Liên quan đến cái kiểm điểm vấn đề thực hiện nhiệm vụ của chính phủ Thủ tướng giao ấy, thì công chí biết ý, thì trong 9 tháng thì chính phủ đã giao 16.441 nhiệm vụ, trong đó đã có 7.951 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 8.245 nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng đang trong hạn. Tuy nhiên thì có 245 nhiệm vụ
chưa hoàn thành quá hạn. Như vậy có thể nói là nhiệm vụ quá hạn là nợ động ấy, quá hạn ấy là 3%. Như vậy so với tháng trước là tăng 0,26%. Như vậy tháng này cao hơn tháng trước. Thế thì cũng báo cáo chị thì kết luận lúc này thì Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan tiếp tục quyết liệt soạn thảo trình xem xét ban hành các văn bản, đặc biệt là nhắc lại đó là những cái văn bản liên quan đến cải cách. Tất cả những nội dung liên quan đến các văn bản của Chính phủ, Thủ Chính phủ thực hướng dẫn thi hành chi tiết luật pháp lệnh. Các văn bản liên quan đến cắt giảm các điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất khẩu, đặc biệt liên quan đến giải phóng nhanh hàng hóa, thông quan nhanh hàng hóa tại cửa khẩu. Đây là vấn đề chỉ đạo rất quyết liệt, rồi ngay cả vấn đề liên quan đến cái tháo gỡ khó khăn mà vướng mắc mà liên quan đến cái đề xuất của các bộ ngành, sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ với bộ ngành phương để giải quyết thì cũng báo cáo chỉ là được Thủ tướng đặt vấn đề toàn diện. Như vậy có thể nói là tháng 9 và 9 tháng chúng ta có một cái rất ấn tượng cho những cái con số về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đặc biệt là cái không khí và cái tín nhiệm của người dân, của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì Thủ tướng vẫn nhắc đi nhắc lại là chúng ta cũng chưa thể hài lòng những cái kết quả chúng ta đạt được, chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều, đồng thời chúng ta không chủ quan tới những cái thành tích chúng ta đạt được, đặc biệt là chúng ta phải đưa ra những cái giải pháp, những cái cảnh báo, những cái dự báo và những cái biện pháp quyết liệt để còn lại của 3 tháng cuối năm 2018 để chúng ta hoàn thành toàn diện vượt mức tất cả các chỉ tiêu như đã dự kiến báo cáo với Trung ương Quốc hội. Như vậy dự kiến báo cáo Trung ương Quốc hội là trong năm 2018, nhớ lại là chúng ta có 12 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu đã vượt, dự kiến vượt so nghị quyết Quốc hội. 4 chỉ tiêu chưa hoàn thành. Thế và có 9 chỉ tiêu là đã đạt được mục tiêu của cái ngưỡng là nghị quyết của 5 năm. Như vậy chúng ta sẽ nếu đạt được cái con số như thế này thì cũng có thể nói là một cái con số rất ấn tượng, trong đó có sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và của cả người dân, của cộng đồng doanh nghiệp. Như vậy chúng ta sẽ đạt được những thành tích rất là tốt. Sau đây chúng tôi dành thời gian để các cơ quan báo chí, các đồng chí hỏi thế và các bộ, các cơ quan, các đồng chí có trách nhiệm trả lời. Xin cảm ơn các cơ quan báo chí. Tôi xin hỏi Thứ trưởng Bộ Giáo dục một câu thôi ạ. Trong nhiều năm trước thì báo Gia đình Xã hội và một số cơ quan báo chí có phản ánh về cái tình trạng là sai phạm tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Sau đấy thì một thời gian rất là lâu, người tố cáo cũng như là cơ quan báo chí không nhận được bất kỳ một cái thông tin phản hồi nào. Và trong cái thời điểm đấy thì là đồng chí Độ đang là giám đốc sở. Và mới đây thì khi đồng chí Độ đã lên Thứ trưởng và đồng chí hiệu trưởng đã sắp về hưu thì sở lại có một cái bản kết luận thanh tra, kết luận rất nhiều nội dung, trong đấy có cái việc là đồng chí hiệu trưởng này đã bỏ ra ngoài sổ sách 5 năm tiền dạy thêm là hơn 1 tỷ đồng. Tôi hỏi là phải chăng là về cái việc là kéo dài cái thời gian xác minh rồi là trả lời những cái thông tin tố cáo là bao che cho sai phạm hay không? Và trách nhiệm của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trong thời gian đương nhiệm là để xảy ra cái sai phạm đấy thì được xác định như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn ạ. Tôi có mấy câu hỏi. Là thứ nhất là bên Ủy ban siêu Ủy ban Quản lý Vốn và Nhà nước thì vừa mới ra mắt thì Thủ tướng cũng đã nêu cái quan điểm mà làm sao để Ủy ban này không trở thành một cơ quan quá quyền lực và thậm chí là quan liêu. Vậy thì trong thời gian tới đây thì Chính phủ có những cái biện pháp như thế nào để kiểm soát cái việc này? Thứ hai nữa là khi mà về bên ủy ban rồi thì với những cái đơn vị quản lý vốn lớn, số lượng tài sản cao và những cái doanh nghiệp mà nằm trong cái vị trí đặc biệt trong nền kinh tế thì nhân sự sẽ như thế nào, hoặc và hơn nữa là những cái nhân sự này sẽ do ai quyết định? Thứ hai nữa tôi xin hỏi Bộ Giáo dục là vừa qua Ủy ban Văn hóa Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thì cũng có một cái báo cáo chỉ ra rằng cái tình trạng độc quyền sách giáo khoa nhiều năm nay thì đã gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy. Thêm nữa là cái việc mà viết thêm và viết trực tiếp vào sách giáo khoa thì nó đã gây lãng phí hàng năm rất là nhiều cho cái ngân sách nhà nước. Trong khi mà nhà xuất bản giáo dục thì nói rằng là mỗi năm thì lỗ 40 tỷ nhưng mà lại cái giữ cái mức chiết khấu 25%, như thế là một năm là khoảng 250 tỷ. Thì tôi xin hỏi quan điểm của Chính phủ và Bộ Giáo dục về cái việc này như thế nào ạ? Thứ ba nữa là việc vừa rồi thì Bộ Giao thông Vận tải cũng có nêu cái quan điểm nó là đồng tình cái việc mà đặt cái thêm cái trạm thu phí BOT ở tuyến đường tránh của Cai Lậy.
thì trong hai cái phương án thì Bộ Giao thông Vận tải đồng tình với cái phương án là đặt ở tuyến đường tránh như vậy, thì tôi xin hỏi là cái phương án này đã phải là phương án tối ưu hay chưa, và Bộ Giao thông Vận tải có lường trước cái tình huống là khi mà làm thêm cái trạm thu phí ở tuyến tránh này thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như trước đây, đó là các tài xế mà trả tiền lẻ mà gây ách tắc và mà lại dẫn đến bế tắc ở cái việc giải quyết cái BOT Cai Lệ hay không? Xin cảm ơn ạ. Tôi có một câu hỏi liên quan đến Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đó là việc thực hiện nghị định 158 của Chính phủ về luân chuyển cán bộ. Thế thì hiện nay tôi được biết là cái nghị định đã được thực hiện rồi. Tuy nhiên là ở một số các cái trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội của các cái quận ấy, thì qua theo dõi chúng tôi được biết là có một cái rất nhiều trường học, vị trí kế toán ở các trường học ấy thì không được luân chuyển. Và điển hình ở đây là Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy có trên 20 trường học có cái vị trí là kế toán trưởng, có những người giữ cái vị trí này 24 năm. Vậy thì tôi muốn hỏi là cái việc thực hiện nghị định 158 của Chính phủ này có còn hay không? Và Ủy ban thành phố Hà Nội có biết cái việc của các cái quận huyện luân chuyển các cái vị trí này hay không? Và giải quyết thế nào? Xin ý kiến. Tôi là Hoài Thu, phóng viên báo giao thông. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về việc bảo kê ở chợ Long Biên vừa qua, thì từ đầu năm 2018 thì nhiều tiểu thương ở chợ Long Biên đã có đơn tố cáo những cái băng nhóm bảo kê tại chợ này, nhưng mà trong suốt một thời gian dài không có ai giải quyết. Và không những thế thì cái đơn tố cáo của các tiểu thương lại bị lộ ra ngoài, khiến tiểu thương bị cái băng nhóm đấy là chèn ép và đe dọa. Thậm chí là chùm bảo kê ở chợ Long Biên lại còn khoe có nhiều quan hệ với các sếp công an, thì điều này cũng khiến cho dư luận không khỏi nghi ngờ về cái việc mà có hay không cái việc đỡ đầu của các cơ quan chức năng và lực lượng công an trong cái hoạt động bảo kê của nhóm tại chợ Long Biên. Vậy thì tôi xin hỏi Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội có quan điểm như thế nào về việc này, và sau cái vụ việc này thì thành phố có cái ý định là kế hoạch là rà soát lại tình trạng này ở các chợ khác hay không? Câu hỏi thứ hai dành cho người phát ngôn chính phủ là vừa qua báo chí có phản ánh về vụ việc ở Hải Phòng đang có 14 ha đất quốc phòng bị giang hồ lấn chiếm. Bộ Quốc phòng thì muốn trả lại cho địa phương quản lý, nhưng địa phương thì lại nói là muốn phải báo cáo chính thủ tướng để xin ý kiến. Vậy thì xin hỏi chính phủ đã nhận được văn bản đề nghị của Hải Phòng hay chưa? Và quan điểm của chính phủ như thế nào về cái việc đất quốc phòng ngang nhiên bị giang hồ sâu xé như thời gian qua? Xin hết ạ. Tôi có hai câu hỏi với Bộ Công Thương ạ. Tôi xin hỏi là đến khi nào thì Bộ Công Thương có công bố kết luận kiểm tra cái quy trình về trong quá trình kiểm tra vụ việc con cưng của lực lượng quản lý thị trường và tại sao thì đến bây giờ mà Bộ Công Thương chưa công bố cái kết luận đó, và có sai phạm gì không ạ? Câu hỏi thứ hai dành cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ạ. Có nghĩa là thời gian gần đây thì có một cái việc mà cho vay online thì nở rộ với nhiều hình thức biến tướng và thậm chí có lãi suất cao, thì xin hỏi là Ngân hàng Nhà nước có cái biện pháp nào để chấn chỉnh cái hoạt động này hay không ạ? Tôi xin hết. Tôi xin là xin cảm ơn báo Gia đình Xã hội đã có hai câu hỏi dành cho tôi. Thứ nhất là liên quan tới trường Trần Hưng Đạo, thì cũng báo cáo với nhà báo là chúng ta phải giải quyết theo đúng quy trình của thanh tra khiếu nại tố cáo. Cho nên việc mà xảy ra khi có đơn thư thì về phía trách nhiệm là Sở Giáo dục Đạo đã thành lập một cái tổ công tác về xác minh thực tế. Và sau đó thì đã có thông báo kết luận kết quả xác minh và đã có kết quả giải quyết theo từng tới thời điểm một. Trên cái thời điểm mà trước đây thì cũng đã có kết luận. Cái này thì trách nhiệm thuộc về Sở Giáo dục Đào tạo sẽ có thông báo. Nếu như mà các nhà báo cần thì các Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục có những cái thông tin cụ thể. Thế còn cái sự việc mới gần đây thì đoàn thanh tra của Sở Giáo dục Đào tạo lại về xác minh lại. Và cái việc này phải xem là cái thời điểm mà đồng chí hiệu trưởng mà quản lý cái số tiền để như vậy là thời điểm nào, thì cái này chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp thu rồi sẽ về làm được lại với Sở Giáo dục Đào tạo để có cái trả lời chính thức với báo chí. Việc thứ hai là liên quan tới việc độc quyền sách giáo khoa. Như ý kiến của phóng viên thì tôi cũng xin được báo cáo giải trình là thứ nhất là thực hiện theo nghị quyết 40 Quốc hội về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2000, thì theo đó thì giao cho Bộ Giáo dục Đào tạo là tổ chức thay sách giáo khoa và biên soạn một cái bộ tài liệu, một bộ sách giáo khoa mới. Và theo đó thì Bộ Giáo dục Tạo đã thành lập cái quyết định thành lập cái nhóm biên soạn, các tác giả biên soạn sách, rồi tổ chức biên soạn, sau đó thành lập cái hội đồng thẩm định quốc gia để thẩm định sách, và sau khi thẩm định sách thì chuyển sang nhà xuất bản giáo dục để tổ chức biên tập, in ấn, rồi chỉnh sửa, rồi thì thiết kế minh họa ở trong nhà xuất bản, và sau đó thì in ấn. Thì có thể nói là qua quá trình tổ chức thì nhà xuất bản đều đã tổ chức
in ấn và tổ chức đấu thầu in này ở tất cả các khu vực, vì cái việc sách giáo khoa là phải vận chuyển từ đơn vị này đến cho các nhà trường, cho nên là nhà xuất bản cũng đã chia ra thành 4 khu vực để mà trực tiếp tổ chức đấu thầu in ấn và cung cấp sách cho từng địa phương, mà nó giảm cái chỉ giảm cái kinh phí mà sách bị luân chuyển từ các đơn vị xuất các nhà in đến cho các nhà trường. Thế mà vì vậy thì việc mà tổ chức độc quyền thì vừa qua Bộ Thông tin Truyền thông đã có quyết định để hiện nay chính thức giao cái quyền nhiệm vụ cho 5 cái đơn vị, 5 nhà xuất bản là có được thêm cái chức năng là in ấn sách giáo khoa. Cho nên sắp tới thì việc xóa độc quyền thì sẽ được thực hiện là theo tinh thần của Nghị quyết 88, đó là việc mà tổ chức một chương trình và có nhiều sách giáo khoa, và theo đó thì huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức biên soạn, mà đã có được 5 cái nhà xuất bản để có thể xuất bản in ấn sách giáo khoa này. Thế đấy là về cái xóa độc quyền, tôi xin báo cáo như vậy. Về thứ hai là về cái chiết khấu thì theo báo cáo của nhà xuất bản thì có thể nói là cái chiết khấu ban đầu thì có thể từ 20-25%, nhưng là theo báo cáo của nhà xuất bản cho đến bây giờ chính thức là từ 18-20%. Trong đó việc mà cái chiết khấu ấy chính là việc mà vận chuyển phát hành sách từ nhà in cho thông qua các cái công ty sách thiết bị trường học ở các địa phương, và từ đó lại vận chuyển đến cho các em, cho các nhà trường. Bởi vậy thì đây là kinh phí chiết khấu để mà vận chuyển các phát hành cái sách này đến cho tất cả các em. Và cái mức chiết khấu này thì so với các cái chiết khấu của các sách tham khảo và các sách khác thì nó từ 35-40%. Cho nên cái mức chiết khấu này cũng là để trực tiếp phục vụ cho công tác phát hành và đưa sách đến tận nơi cho các em học sinh. Tôi xin được trả lời 2 câu hỏi như vậy, xin hết. Cảm ơn anh Độ. Vậy có lẽ mời anh Đông trả lời về cái chỗ BOT cai lệ nhỉ. Phương án kính thưa các đồng chí chủ trì cuộc họp, kính thưa toàn thể các đồng chí báo chí, xin cảm ơn báo điện tử VN Express. Liên quan đến tuyến tránh cây lậy thì báo cáo đồng chí là gần đây họp báo thứ 6 vừa rồi, họp báo của Bộ chúng tôi đã có trả lời. Hiện tại thì Bộ Giao thông Vận tải vẫn đang thực hiện cái thông báo kết luận họp thường trực của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 23/4/2018 là trên cơ sở báo cáo Bộ Giao thông về các phương án phân tích, đánh giá rồi lấy ý kiến các bộ ngành so sánh để chọn cái phương án mà phù hợp nhất có thể áp dụng. Thì hiện tại báo cáo đồng chí là từ tháng 4 đến giờ chúng tôi đã làm việc với rất nhiều các cơ quan liên quan, đặc biệt là với Tiền Giang một số lần, và làm cả với thường vụ của Tiền Giang, rồi lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo của tất cả các bộ ngành như Bộ Công an và các bộ ngành khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để so sánh, phân tích, đánh giá tác động của việc là thực hiện là thu phí lại của cái tuyến tránh này. Và trước hết cũng phải nói rằng chúng tôi đã giải thích nhiều lần ấy, tức là phải nói là huy động BOT là một kênh thu hút vốn đầu tư, và việc làm cái tuyến tránh Cai Lậy thì là trên cơ sở là cái đường một đi qua khu vực đó là không mở rộng mà không hiệu quả, cho nó phải làm cái tuyến tránh và phải làm cả hai, tức là làm tuyến tránh và làm cả cái nâng tăng cường hệ thống thoát nước, hệ thống mặt đường của cái đường một cũ, cho nó là phải thu phí để hoàn vốn. Và cái này cũng đã được đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rồi cái tổng kết của chúng tôi năm 2016 đánh giá về thu hút nguồn lực để đầu tư BOT ấy, thì cũng xác định là nó không trái với quy định pháp luật, đặc biệt là theo Nghị định 108 hướng dẫn về thực hiện các điều khoản của luật đầu tư, thì vẫn là có thể thu hút các nguồn vốn để nâng cấp cải tạo các đường hiện hữu và làm cả đường mới. Do đó là cái việc mà nhà đầu tư đã bỏ tiền ra để đầu tư thì chúng ta phải thu phí hoàn vốn. Và ta cũng đã đưa ra phương án là nhà nước có thể mua lại cái phần này, chúng tôi đã so sánh rồi, thì nhà nước ta cũng không có tiền để mua mà ta phải kêu gọi vốn, và họ đã đầu tư, cho đó ta phải có xác định một cái nguyên tắc là phải thu phí hoàn vốn. Còn thu như thế nào đó là đánh giá tác động và phải chọn cái phương án nó phù hợp nhất trong cái điều kiện đó. Thì chúng tôi vẫn đang so sánh hai cái phương án là chính thôi, tức là giữ nguyên cái trạm hiện hữu, giảm cái mức giá thu và tổ chức thu ở thời điểm thích hợp. Thứ hai nữa là theo cũng là theo so sánh là đặt hai trạm ở hai tuyến, tức là một cái tuyến đường một cũ
và một tuyến trên tuyến tránh và thu cho cái phần nào hoàn vốn rồi thì sẽ dỡ cái trạm đó. Và sau khi làm việc với lại Tiền Giang thì Tiền Giang cũng đề xuất là cái phương án là đặt ở trên hai trạm để đảm bảo cái tính công bằng hơn và thu đúng cái nguồn hoàn trả lại cho cái phần đầu tư của phần đó. Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện lại cái phương án này và sẽ so sánh, tiếp tục đánh giá tác động và sẽ làm việc tiếp với các cơ quan gồm có cả các cơ quan thông tin truyền thông, Bộ Công an, rồi các bộ ngành tiếp để chúng ta có thể quyết định cái phương án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và liên quan đến việc là ùn tắc hoặc là nó mất trật tự thì theo cái chỉ đạo chung của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ thì không phải riêng ở trạm này mà tất cả các cái trạm thu phí BOT thì có cái chỉ đạo chung là phải đảm bảo cái trật tự an ninh trong cái việc ở khu vực đó, thì sẽ có sự phối hợp với lại chính quyền địa phương của cơ quan, ta phải làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn giao thông cũng như là tổ chức thu đảm bảo cái trật tự. Xin hết ý kiến báo cáo ông chị. Cảm ơn anh Đông. Có lẽ mời chỗ Hà Nội các anh trả lời luôn cho hai việc đi. Một là cái việc luân chuyển cán bộ theo quy định 158, cái thứ hai là về cái nghi vấn là bảo kê ở chợ Long Biên. Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị, kính thưa quý vị, về thành phố thì về cái việc thực hiện nghị định 158 thì thành phố cũng đã thực hiện, cái đấy tôi phải khẳng định là như vậy. Và cũng nhiều quận cũng đã tổ chức làm việc này, nhất là các cái vị trí hiệu trưởng, hiệu phó ở các trường thuộc quận quản lý. Thế còn riêng về trường hợp hôm nay nêu về chỗ quận Cầu Giấy ấy, thì chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại, rà soát lại xem có đúng là 20 năm giữ cái vị trí đó không. Thì cái này sẽ kiểm tra lại và sau này quận sẽ có, phải giao cho quận, quận sẽ kiểm tra và sẽ có cái trả lời. Cái thứ hai nữa là về chợ Long Biên. Thì phải nói là đồng chí chủ tịch ủy ban thành phố và ủy ban thành phố đã chỉ đạo cái việc này rồi. Và dứt khoát ở đây là phải xử lý nghiêm theo pháp luật và không vùng cấm. Không có, nếu mà bất kể một cá nhân tổ chức nào đó mà bảo kê là cũng phải xử lý theo pháp luật cách nghiêm minh. Đấy, thì riêng cái chỗ này thành phố cũng đã chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Thế còn ở trên địa bàn thành phố thì cũng có hơn khoảng độ gần 500 chợ và hơn 112 siêu thị, và hiện nay vẫn phục vụ nhân dân trong thương mại dịch vụ rất bình thường và rất là tốt ở các cái chợ, và bà con kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra để phục vụ các cái nhu cầu thiết yếu cho nhân dân. Thế còn thì và chúng tôi cũng đã chỉ đạo trách nhiệm của ban quản lý chợ, trách nhiệm của phường, của ủy ban dân phường, của công an phường, là thành phố chỉ đạo cái chỗ này để đảm bảo các cái hoạt động bình thường ở các cái chợ cho là tốt, và hiện nay vẫn diễn ra bình thường. Còn chỗ nào mà để xảy ra như là Long Biên vừa rồi thì cũng sẽ xử lý nghiêm. Đấy, tôi xin trả lời như vậy, xin hết ạ. Cảm ơn lãnh đạo Hà Nội. Có lẽ về xin mời Bộ Công Thương ạ, các anh trả lời về cái sao chậm thông báo cái kết luận cái vụ con cưng. Bộ Công Thương ai nhỉ? Anh Hải. Vâng. Tôi xin trả lời cái câu hỏi của phóng viên Hữu Công của báo điện tử zing.vn. Thì trong cái kỳ họp lần trước thì tôi cũng đã trao đổi về cái vụ công ty con cưng. Và như các quý vị cũng đã biết thì qua các cái kiểm tra ở bước đầu thì Bộ Công Thương thì cũng đã thành lập cái tổ công tác để kiểm tra trên toàn quốc các cái hệ thống siêu thị của công ty con cưng. Và như qua cái kết luận của đoàn kiểm tra thì cũng đã xác định được rằng thì cơ bản là công ty con cưng cũng đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong cái bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm hàng hóa và nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Và về các cái hồ sơ về xuất nhập khẩu kinh doanh của công ty thì cũng là cơ bản là đáp ứng và tuân thủ các quy định hiện hành. Tuy nhiên là công ty con cưng thì cũng đã bị phát hiện một số những cái vi phạm, những cái hành vi mà không chấp hành đúng quy định của pháp luật. Ví dụ
như là cái việc công ty có vi phạm về các cái nhãn hàng hóa, rồi vi phạm về khuyến mại, vi phạm quy định về thương mại điện tử. Và vì vậy thì Bộ Công Thương cũng đã có cái xử phạt các cái vi phạm hành chính đối với những cái sai phạm này, và với một cái mức xử phạt là 250 triệu đồng Việt Nam. Và Bộ Công Thương thì cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường và các cái chi cục quản lý thị trường địa phương là yêu cầu công ty có cái biện pháp xử lý khắc phục các cái vi phạm đã được phát hiện và phải báo cáo với các cơ quan chức năng cái việc khắc phục đó. Ngoài ra thì các cái sản phẩm có vi phạm về nhãn mác thì công ty phải khắc phục xong các vi phạm này trước khi đưa vào cái lưu hành, tức là đưa ra những người tiêu dùng. Cùng với việc đó thì ngày 17 tháng 8 năm 2018 thì Bộ Công Thương cũng đã ban hành cái quyết định 2936 về việc thành lập cái tổ rà soát đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật của công ty con cưng, có nghĩa là đối tượng là những cái thành viên của tổ công tác đi kiểm tra cái việc thi hành pháp luật của công ty con cưng. Và bước đầu thì theo kế hoạch ấy, thì là đến ngày 30 tháng 8, 2018 thì là phải hoàn thành. Tuy nhiên là đây là một cái những cái việc mà cần phải xem xét một hết sức là nghiêm túc, thận trọng, nhưng phải đúng các cái quy định của pháp luật hiện hành. Và chính vì vậy thì đến nay thì cái việc kết luận thì cũng mới đến cái bước gần cuối cùng thôi. Và chúng tôi tin rằng là trong thời gian rất ngắn nữa thôi thì chúng tôi sẽ thông báo một cách rộng rãi đến các cơ quan báo chí, đến công ty con cưng cũng như là các cái đối tượng có liên quan. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Thắng Hải. Có lẽ mời chị Hồng nói về các giải pháp để quản lý cho vay online. Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên liên quan đến cái vấn đề về cho vay trực tuyến online. Thì có thể nói rằng là báo chí phản ánh cái hiện tượng là cho vay trực tuyến online thì cũng là một cái hình thức tín dụng đen. Thế thì Ngân hàng Nhà nước cũng xin trả lời như sau. Thứ nhất là trong cái quá trình mà tổ chức điều hành hoạt động của hệ thống ngân hàng thì trong thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước liên tục rà soát và chỉnh sửa bổ sung những cái quy định về cho vay. Và trong đó thì có những cái văn bản quy định về cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng để thực hiện theo thông tư 39, và có ban hành một cái văn bản riêng đối với tín dụng tiêu dùng của các cái công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính. Thì với cái việc mà phát triển mở rộng cái hoạt động tín dụng tiêu dùng của các công ty này thì nó cũng sẽ giúp cho người dân tiếp cận được cái nguồn vốn từ các cái kênh chính thức và hạn chế không phải tiếp cận những cái tín dụng từ các cái nguồn tín dụng đen. Thế và trên thực tế thì Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường mở rộng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới hoạt động của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là những cái khu vực vùng sâu vùng xa, thế rồi là phát triển về tài chính vi mô cũng như là mở rộng cái mạng lưới của ngân hàng chính sách xã hội. Thì đây là có thể là cung ứng cái tín dụng đối với những cái người dân nghèo rồi thu nhập thấp hoặc là ở vùng sâu vùng xa. Thế và trong cái điều hành hàng năm thì thống đốc luôn có cái chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải thực hiện chấn chỉnh những cái hoạt động cho vay tiêu dùng. Thì với cái cách thức giải pháp như thế này thì cũng sẽ là góp phần hạn chế được cái tín dụng đen. Thế và trong quy định của pháp luật thì Ngân hàng Nhà nước là thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng cũng như là hoạt động ngân hàng khác đối với các tổ chức tín dụng. Thế còn đối với cái hoạt động tín dụng đen thì không thuộc cái trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên là nó cũng sẽ liên quan đến những cái mảng quản lý về trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái vi phạm pháp luật. Thì trong thời gian qua thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã tích cực phối hợp với các cái bộ ngành liên quan để có những cái rà soát nắm bắt cái tình trạng tín dụng đen, và cũng đã có cái báo cáo chính phủ để kiến nghị chính phủ sẽ có những cái chỉ đạo đối với các bộ ban ngành có cái giải pháp để quản lý chung một cái hoạt động về tín dụng để tránh cái hiện tượng tín dụng đen tràn lan. Xin trân trọng cảm ơn cái
câu hỏi của phóng viên. Chị Hồng, hãy được mời Bộ trưởng chủ nhiệm trả lời về cái đất quốc phòng ở Hải Phòng. Như báo chí Hoài Thu, báo Giao thông có nêu thì hiện nay Hải Phòng có 14 hectare đất quốc phòng đang bị lấn chiếm, thì hỏi rằng Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản báo cáo của Bộ Quốc phòng rồi thành phố Hải Phòng chưa? Thì chúng tôi cũng nói rằng điều là đến thời điểm này thì Văn phòng Chính phủ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của Bộ Quốc phòng của thành phố Hải Phòng liên quan đến cái diện tích đất như báo đã nêu. Tuy nhiên chúng tôi còn nói một điều là về nguyên tắc ý, thì đất này là quả thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước. Đất quốc phòng là nhà nước đã giao cho quốc phòng quản lý để xây dựng các công trình quốc phòng, phục vụ cho công tác bảo vệ và xây dựng đất nước. Nếu mà như mà bất cứ tổ chức cá nhân nào mà lấn chiếm thuộc cái phạm vi đất quốc phòng thì đều đã được xác định là vi phạm pháp luật. Cho nên từ đó chúng ta không thể chấp nhận bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên thì chúng ta phải nói một điều là vừa qua thì Bộ Quốc phòng cũng đã sử dụng rất tốt cái diện tích đất mà đã giao cho quân đội. Ngay cả vấn đề xây dựng các khu vực phòng thủ, ngay cả vấn đề xây dựng các căn cứ, các công trình quốc phòng. Thế và gắn với cái việc là phát triển kinh tế xã hội, như vậy có thể nói là rất là hiệu quả trong quá trình quản lý. Thế và Bộ Quốc phòng cũng có một cái chủ trương ấy là khi nhận đất tại các cơ quan, các địa phương ấy, thì nếu như mà đất không sử dụng mà hiệu quả không cao hoặc là nhu cầu địa phương mà có cái đặt vấn đề mà ưu tiên cho cái vấn đề xây dựng cái kinh tế thì có thể nói là Bộ Quốc phòng vừa qua thì cũng đã rất linh hoạt xử lý cho các địa phương, ngay cả những cái căn cứ, những cái khu vực mà khoáng sản rồi liên quan đến khai thác của các doanh nghiệp, đầu tư doanh nghiệp ấy, thì Bộ Quốc phòng cũng xem xét rất cân nhắc nếu như những vị trí nào mà có thể dành ưu tiên cho phát triển kinh tế thì Bộ Quốc phòng cũng rất linh hoạt cái việc này. Như sau khi mà nếu như mà sau này mà cụ thể có cái việc mà báo cáo của Hải Phòng cũng như Bộ Quốc phòng thì Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng và xử lý theo một cái rất là nguyên tắc theo quy định pháp luật. Đấy thì chúng ta mới nói như vậy. Tôi muốn nói thêm về liên quan đến vấn đề sách giáo khoa của báo có đặt vấn đề ấy. Thì chúng ta phải nói là vấn đề về in ấn xuất bản và phát hành ý. Hay nói khác là quản lý sách khoa là thuộc trách nhiệm cơ quan quản lý nước là Bộ Giáo dục Đào tạo. Hiện nay thì có thể nói một điều là dư luận nhân dân và các đại biểu quốc hội rất là quan tâm cho vấn đề sách giáo khoa. Ở chỗ là một năm chúng ta phải chi phí khá lớn cho vấn đề in ấn và phát hành sách giáo khoa. Hay nói khác là chúng ta phải mất một cái nguồn tiền khá lớn để mà in ấn phục vụ cho các sách khoa cho các trường, các học sinh. Thứ hai nữa là trong đặt vấn đề của các cơ quan báo chí vậy thì có lợi ích nhóm hay không, đúng không ạ? Không nói ra nhưng mà chắc báo chí người ta cũng nghĩ thế. Thì đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã trả lời rồi. Và hôm nay ấy, thì tại phiên họp Chính phủ thì Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo là phải giải trình báo cáo với Chính phủ. Thế và Thủ tướng cũng đã rất quyết liệt mà liên quan đến cái quan tâm của người dân và của các đại biểu quốc hội. Đó là yêu cầu Bộ Giáo trưởng Bộ Dục là phải có giải pháp khắc phục ngay về liên quan những vấn đề người dân người ta đang quan tâm, xã hội đang quan tâm, đại biểu quốc hội đang quan tâm. Và phải chỉ đạo làm sao, tức là vấn đề in ấn xuất bản này phải minh bạch, phải công khai và làm tốt công tác xã hội hóa, tránh độc quyền, tránh lợi ích nhóm. Thế và xem xét lại cái biên soạn, thì chúng ta cũng phải xem xét lại. Đấy, người dân rồi đại biểu quốc hội cũng nói là vấn đề là có bài tập ở trong sách giáo khoa, đúng không? Rồi có tất cả những chuyện đấy thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hôm nay cũng có giải trình là chỉ đạo của Bộ Giáo dục là chỉ đạo các trường là yêu cầu là phải tiết kiệm như vậy thì phải làm bài tập ra ngoài sách giáo khoa rồi làm như vậy. Tôi muốn nói một điều ấy là cái này là chỉ đạo Bộ Dục, thì trong đó có cả vấn đề liên quan đến quản lý của nhà nước ở chỉ đạo xuống các sở giáo dục và sở giáo dục chỉ đạo tới các trường đấy thì cũng báo cáo như vậy. Như vậy thì trong cái phiên họp Chính phủ hôm nay là Thủ tướng cũng đã chỉ đạo rất rõ ràng liên quan đến trách nhiệm của Bộ Giáo dục, liên quan Bộ trưởng Bộ Giáo dục là yêu cầu phải thực hiện tốt cái việc này và chuẩn bị trả lời chất vấn liên quan đến Quốc hội. Nếu như Quốc hội quan tâm, đại biểu Quốc hội quan tâm là phải trả lời rõ
trách nhiệm và giải trình, cũng như là vấn đề đảm bảo thực thi những vấn đề liên quan đến minh bạch công khai và tránh những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm, người dân quan tâm. Xin báo cáo thêm chỗ phần mà Thứ trưởng Độ đã phát biểu. Tôi nêu thêm như thế để các ông chí báo chí cũng biết thêm. Cảm ơn Bộ trưởng chủ nhiệm. Mấy xin mời chắc là Anh Mạnh trả lời về cái chỗ Ủy ban Quản lý Vốn. Vâng, trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của đại diện báo VN Express về cái Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước. Thì chúng ta cũng biết là khi mà xây dựng cái đề án thành lập Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước thì mục tiêu của chính phủ là để chúng ta xóa bỏ cái tình trạng mà vừa đá bóng vừa thổi còi. Tức là khi mà các cái bộ chuyên ngành của chúng ta vừa ban hành các cái chính sách trong cái lĩnh vực đó, đồng thời lại vừa trực tiếp quản lý các cái doanh nghiệp, các tổ đoàn nhà nước. Thế thì chúng ta xây dựng cái khung khổ pháp lý để chúng ta tách cái chức năng quản lý nhà nước và cái chức năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đấy chính là cái mục tiêu mà khi mà xây dựng cái ủy ban này. Thì ngày 29 tháng 9 vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị định 131, trong đó là đưa ra một cái hành lang pháp lý cho cái sự hoạt động của cái ủy ban này. Tôi cũng xin nêu mấy cái nội dung ngoài cái những cái thông tin chính như là trách nhiệm quản lý vốn cho 19 doanh nghiệp bao gồm có 7 tập đoàn, 12 cái doanh nghiệp lớn. Thì cái vấn đề mà lớn nhất đó là ủy ban này sẽ quản lý như thế nào? Tức là ủy ban quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này sẽ thay mặt nhà nước để giám sát cái khối tài sản, tức là cái khối vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải là cái cơ quan để sử dụng cái vốn này. Cho nên chúng ta cứ yên tâm là họ chỉ tập trung vào cái việc là giám sát cái vốn đó được các doanh nghiệp đang sử dụng có hiệu quả hay không, có khả năng nguy cơ thất thoát hay không, thì họ sẽ triển khai các cái biện pháp can thiệp, chứ không phải là người sử dụng cái vốn này, không phải là người mà can thiệp vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của các doanh nghiệp. Chúng ta phải bóc tách như vậy. Thế thì vừa qua thì chính phủ cũng có những cái định hướng hết sức là rõ ràng cho cái hoạt động của Ủy ban Quản lý Vốn trong thời gian sắp tới để trả lời những cái băn khoăn của chúng ta, cũng là cái băn khoăn của phóng viên. Thứ nhất là Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo là Ủy ban Quản lý Vốn là phải xây dựng thành một cái cơ quan là chuyên nghiệp, tập trung vào cái chức năng giám sát, chứ không phải là một cơ quan hành chính theo cái tiêu chuẩn của một cái cơ quan ở đây, thì là cái cơ quan mà có tính chất là phải hiện đại, và như vậy thì sẽ đáp ứng được yêu cầu công mô chuyên môn như thế nào. Thứ nhất là cái phần trong cái quy định về thiết kế cái khung khổ pháp lý ấy, thì là nhằm đưa các cái công cụ, đưa các cái khung khổ và đưa các cái nội dung làm sao mà ủy ban này có thể thực hiện được cái công tác giám sát. Vì hiện nay chúng ta cũng biết là giám sát vốn tại các cái doanh nghiệp nhà nước là chúng ta làm là không thường xuyên, và cái công tác giám sát này thì nó không được có các cái cơ quan chuyên trách làm thực hiện. Thì khi chúng ta xây dựng ủy ban này thì đó là chúng ta nhằm hướng đến một cái việc là cái hoạt động giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên hơn, công tác giám sát cái vốn của doanh nghiệp sẽ có cái trông coi một cách kỹ càng. Thì chúng ta thấy được nếu mà có những cái nguy cơ về thất thoát, lãng phí hay là những cái tình trạng như sân trước sân sau thì đây ủy ban sẽ làm cái trách nhiệm giải quyết. Cái định hướng thứ hai đó là nâng cao cái trách nhiệm giải trình trong cái quá trình giám sát cũng như là trong cái quá trình sử dụng vốn của nhà nước, và gắn cái trách nhiệm về quản lý bảo tồn cái tài sản của nhà nước trong các cái doanh nghiệp này với các cá nhân cụ thể. Thì chỉ khi nào chúng ta gắn được cái trách nhiệm với lại những cái cá nhân cụ thể thì lúc bây giờ chúng ta mới có cơ chế, có cách thức để chúng ta đảm bảo được cái nguồn lực của đất nước mà không bị lãng phí. Và cái thứ ba cũng hết sức là quan trọng, là vì trong thời gian vừa qua cái thông tin về hoạt động của các cái doanh nghiệp nhà nước cũng rất là khó. Đây là một cái lĩnh vực mà chúng ta thấy rằng là còn thiếu hụt rất nhiều các cái sự tường minh, công khai hóa về thông tin, cũng như là chúng ta nếu như mà chúng ta có thiếu không được có đủ thông tin trong thời gian vừa qua, thì ủy ban cũng đã xây dựng một cái lộ trình rất là rõ ràng về việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra những cái mô hình sử dụng cái dữ liệu lớn để mà quản lý giám sát cái hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước một cách rất là thường xuyên, nhưng không làm cản trở đến cái hoạt động hàng ngày, không cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Thì xin được trả lời phóng viên báo VN Express như vậy. Đề nghị anh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nói thêm về cái việc là có cái nghi vấn là công an bảo kê cho cái chỗ viên chợ Long Biên, thì anh nói thêm này. Tôi có ý kiến về cái thông tin mà bạn phóng viên đã đặt vấn đề là có công an bảo kê hay không, thậm chí là xếp công an nữa. Thì về vấn đề này,
Lúc nãy đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin khá đầy đủ. Tôi xin được nói thêm một vài ý như thế này. Một là cái vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên đấy, có thể nói là khó chấp nhận, không chấp nhận. Và nếu có như thông tin mà bạn phóng viên nói rằng là có sự bảo kê của nhiều cơ quan, trong đó có công an, thì trước hết là tôi đề nghị là nếu có thông tin đầy đủ, chính xác về cái chuyện này, tôi đề nghị là các bạn cung cấp cho công an. Hiện nay công an thành phố Hà Nội đang vào cuộc một cách tích cực, trách nhiệm. Và cũng với một cái yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Công an là khẩn trương điều tra xác minh, kết luận vụ án để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật một cách sớm nhất. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vụ án rồi. Cũng nhân nói đề này thì chúng tôi cũng hết sức là cảm ơn, nhân có đông đủ báo chí, chúng tôi cảm ơn và đánh giá rất cao cái sự chủ động vào cuộc và có những thông tin ban đầu hết sức quan trọng để công an vào cuộc, đặc biệt là sau khi VTV đưa cái thông tin này lên, như là một cái luồng thông tin rất cần trong cái tình hình mà đấu tranh chống các loại tội phạm. Chúng tôi cũng hết sức ghi nhận là các phóng viên đặt vấn đề cung cấp thông tin này, ngoài cái tinh thần trách nhiệm chung ra, thì cũng có thể chấp nhận cái sự rủi ro bởi đối tượng có thể là ham dọa trả thù. Và thực tế chúng tôi cũng được biết là có cái tình trạng đấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thông tin từ nhiều phía để cùng với chỉ đạo công an thành phố Hà Nội điều tra kết luận của vụ này một cách sớm nhất để xử lý theo đúng tinh thần quy định của pháp luật. Xin cảm ơn các bạn. Tôi xin có một câu hỏi với anh Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hôm nay thì báo chí có đăng tải về việc thanh tra chính phủ vừa có kết luận về việc chuyển nhượng đất đai ở các vị trí đất vàng từ đất công sang đất tư để triển khai các dự án bất động sản. Trong đó có liệt kê ra 69 dự án trong cái giai đoạn từ năm 2003 đến 2016. Thì trong số những dự án này bây giờ đã có những dự án đã hình thành lên hàng loạt cái chung cư cao tầng để bán rồi. Thế bây giờ thì có những sai phạm như thế thì Hà Nội sẽ triển khai xử lý như thế nào? Ở mặt khác thì là trong kết luận thanh tra này cũng chỉ rõ là trong 38 dự án chuyển nhượng đất công sang đất tư thì có sai phạm về thu hồi tiền sử dụng đất là gần 4.000 tỷ đồng ấy. Thì thanh tra chính phủ có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hà Nội làm rõ thì Hà Nội triển khai đến đâu? Xin hết ạ. Tôi xin đặt hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là liên quan đến câu chuyện mà hàng ngàn container đang tồn đọng ở tại các cảng ở thành phố của Việt Nam đã gây rất là nhiều những cái hệ lụy. Thì hiện nay sau khi Thủ tướng cũng đã kêu gọi, cũng đã vào cuộc rồi thì trong tương lai sẽ có những cái giải pháp như thế nào để giải quyết tình trạng này ạ? Và câu hỏi thứ hai là Ủy ban châu Âu đang ra tiếp tục đưa cái vấn đề về gia hạn 6 tháng về thẻ vàng đối với ngành thủy sản cũng gây những cái thiệt hại rất là nặng nề cho ngành thủy sản. Thì mình đang có những cái giải pháp tiếp tục trong thời gian tới như thế nào ạ? Xin cảm ơn. Trước tiên thì hôm nay tôi không phụ trách cái lĩnh vực này của Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng tôi cũng trả lời là một ấy, là về những kết luận của thanh tra chính phủ thì thành phố thì sẽ phải tổ chức thực hiện cái đấy theo quy định. Hai đấy là đối với cả các cái dự án ấy, thì nhất là các dự án bất động sản thì chúng tôi sẽ đã phân loại rồi, ra soát rồi, kể cả dự án chậm tiến độ, dự án mà thanh tra chính phủ đã thống kê chỉ ra rồi, thì những cái đó thì chúng tôi cũng sẽ, nhất là phải thực hiện, chủ đầu tư ấy phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính. Và chủ đầu tư còn thiếu, ví dụ như hôm nay nhà báo nêu 4.000 tỷ ấy, thì cái này sẽ rà soát lại và phải thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với quy định pháp luật. Trường hợp chủ đầu tư không mà vẫn chậm chưa thực hiện thì chúng tôi sẽ thực hiện đúng các cái quy định, kể cả các cái chế tài về xử phạt. Xin hết, xin cảm ơn. Dạ. Có lẽ xin mời Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời về cái sự tồn
container tại các cảng. Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, thưa các nhà báo, hiện nay thì theo thống kê đến ngày 6 tháng 9 thì số container tồn đọng quá 90 ngày và cái số này thì được coi như là vô chủ thì có khoảng trên 4.900 container và chiếm 32% số container tồn đọng ở các cảng. Hiện nay thì về hướng xử lý các cái container phế liệu này thì chúng ta có thể phân làm hai loại. Thứ nhất là đối với các cái lô hàng phế liệu mà các tổ chức cá nhân đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì cái số này là có 116 tổ chức cá nhân là chiếm 42%. Thì với cái số này thì cơ quan hải quan phải yêu cầu tổ chức khẩn trương đến làm thủ tục thông quan theo quy định. Mà trường hợp các lô hàng phế liệu mà không đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường thì sẽ được xử lý theo quy định tại Nghị định số 155 của Chính phủ theo hai hướng, một là buộc tái xuất, hai nữa là tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Và cái chi phí xử lý cái này thì sẽ do các cái tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm. Cái loại thứ hai là đối với các lô hàng phế liệu mà tổ chức cá nhân nhập khẩu không có giấy xác nhận thì có hiện nay là có 158 cái tổ chức cá nhân và chiếm 58% cái số tồn đọng này. Thì cơ quan hải quan sẽ tiếp tục xác minh các tổ chức nhập khẩu và xử lý như đối với các cái tổ chức buôn lậu phế liệu nhập khẩu. Và cái hướng xử lý thì cũng như tôi đã trình bày ở trên. Đối với các cái lô hàng phế liệu mà nhập khẩu mà vô chủ thì cũng cái hướng giải quyết như trên, tức là chúng ta phải tìm các cái doanh nghiệp tổ chức mà đủ cái điều kiện để xử lý như là chất thải nguy hại hoặc là nếu sử dụng được thì sử dụng như là phế liệu nhập khẩu. Cái quá trình này thì phải được thực hiện theo các cái quy định của Chính phủ và cái trình tự thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Và thời hạn thì phải sau 5 tháng thì mới bắt đầu xử lý theo cái quy trình này. Thì tôi xin phép cung cấp thêm một số các thông tin như vậy với báo chí. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. À, vâng, cảm ơn Bộ Tài nguyên. Câu hỏi cuối cùng cho xin mời Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Kính thưa các đồng chí chủ trì họp báo, kính thưa tất cả các phóng viên. Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên và chúng tôi xin có ý kiến thế này. Cái vấn đề thẻ vàng đối với thủy sản thì hiện nay đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt và Bộ Nông nghiệp đang phối hợp và tích cực phối hợp các bộ ngành, các địa phương để thực hiện các cái đồng bộ các giải pháp. Thì phải nói đến bây giờ thì chúng ta cũng đã đạt được một số cái kết quả bước đầu. Và cái tháng 5 năm 2018 thì cái đoàn đánh giá của EU đã sang làm việc và đi khảo sát với Bộ Nông nghiệp và các địa phương. Thì sau khi đoàn đánh giá đã có kết luận là đã có một cái ghi nhận rất là cao cái nỗ lực và quyết liệt của Việt Nam trong cái vấn đề khắc phục để chúng ta sớm được rút cái thẻ vàng. Tuy nhiên thì vấn đề này thì cũng không phải là một sớm một chiều được. Thì đồng thời là bên đoàn đánh giá cũng đã chỉ ra một số những các cái vấn đề mà Việt Nam phải tiếp tục đẩy mạnh để chúng ta khắc phục. Có 4 cái vấn đề. Thứ nhất là phải hoàn thiện cái khung pháp lý. Thì chúng ta đã có cái luật thủy sản được thông qua. Thì Bộ đang phải tiếp tục là hoàn thiện các cái nghị định và thông tư, các cái văn bản dưới luận để hoàn thiện. Vấn đề thứ hai nữa là phải kiểm soát được tàu. Thì là vấn đề là phải trang thiết bị lắp đặt để trên tàu định vị chúng ta kiểm soát được. Thứ ba tức là đảm bảo cái thực thi của cái pháp luật. Tức là phải đảm bảo khi có pháp luật được cái vấn đề thực thi là phải chấm dứt được cái chuyện mà tàu chúng ta đánh bắt vào cái vùng biển không thuộc chủ quyền. Và cái vấn đề nữa là phải truy xuất được nguồn gốc khai thác đảm bảo tính hợp pháp khi xuất khẩu, đặc biệt là sang châu Âu. Thì báo cáo với lại quý vị là đến nay thì Bộ cũng đã tổ chức, sau đó thì Bộ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến mà do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì. Và sau đó đã có một thông báo 30 là phải có cái đồng bộ cái giải pháp để thực hiện. Và gần đây nhất là ngày 19 tháng 9 thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có một công điện 1275 là chỉ đạo về cái giải pháp cấp bách và cái nhiệm vụ trọng tâm để chúng ta đồng bộ làm sớm được gỡ cái thẻ vàng. Thế thì hiện nay Bộ Nông nghiệp cũng đang chủ trì cùng các bộ ngành, đặc biệt các bộ phương để thực hiện tất cả những cái nhiệm vụ mà do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao. Đặc biệt là chúng tôi đang tập trung cao để chúng ta chuẩn bị mọi điều kiện để đón cái đoàn của Nghị viện EU sẽ sang làm việc giám sát
sẽ theo kế hoạch là từ cuối tháng khoảng độ cuối tháng 10 thì đoàn sẽ sang. Chúng tôi đang làm tất cả mọi việc chúng ta để làm sao mà có một kết quả tốt nhất, và hy vọng với cái cố gắng như thế thì cái đoàn giám sát sẽ có một cái đánh giá tích cực hơn đối với lại các cái nỗ lực của bên phía Bộ Nông nghiệp cũng như là của các địa phương. Thì bước đầu chúng tôi xin có một số thông tin cập nhật như thế, xin cảm ơn. Đã, xin cảm ơn anh. Thưa các đồng chí, là chúng ta cuộc họp báo chúng ta đã thành công tốt đẹp. Xin thay mặt những người chủ trì họp báo xin cảm ơn tất cả các nhà báo đã đến dự đưa tin. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành đã đến dự để cung cấp thông tin cho báo chí. Xin cảm ơn các đồng chí.